Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà ngày cuối tuần thật chi là vui vẻ. Chào Nguyễn Duy nha. Chúc bà con một... Hello bạn Tuấn. Cả nhà cùng ngắm một cây. Bật tiết cực kỳ đẹp và đã chào Thiên Phúc Ly, chào Thất Là Được, quá khỏe. Mùa này cũng rất chi là nhiều sen, bắt đầu mùa phải bắt sen rồi cả nhà. Đây trời nắng rất chi là đẹp bạn Tuấn ơi. Cây đẹp kinh hồn. Trời ơi, ai lại bảo kinh hồn. Này. Chào Đức Bằng nha, chào Lan Hoa, em chào anh Sơn. Anh Sơn ơi, vào ngắm cây đi anh ơi, cuối tuần xuống em uống nước đi. Anh nhìn nhận ra cây này không? Ok, em Đức Bằng luôn nhá. À vâng ạ. Đây này. Nhìn cái cây này là nhìn đã mắt luôn này anh ơi. Đấy. Chào Kiều Hoàng Long. Chào Thanh Tuấn. Chào Mai. Cảm ơn cả nhà nhá. Này, những cái thi á hậu rất đẹp này. Cực kỳ đẹp luôn này. Thân to lắm. Đấy, đang vệ sinh. Đang vệ sinh đường đi. Bật tiết phê quá. Cảm ơn Thiên Phúc Ly. Em chào An Phương Trần Văn. Chào Sượng Mộc Thắng Nguyên. Những cái kỳ bật tuyết này cả nhà này, đẹp cực kỳ luôn. Chào. Cả nhà em xin một lượt chia sẻ nhé, anh em vào nói chuyện. Đấy, Bảo Duy ngày xưa em bắt đáy. Chào Mạnh. Chào Mạnh Ngọc nha. Em xin chào cả nhà. Bật tuyết đây cả nhà. Dễ này. Đã luôn. Ra hết cả bên ngoài. Chào Hải Nguyễn. Đấy, con giống nhỏ này. Sơn nữ sơn na. Anh em nhìn bật tuyết khỏe không? Chào Trần Phú nha. Bảo Duy đây cả nhà mình ơi. Chào Vũ Toạn. Này Bảo Duy này. Đây cũng Bảo Duy này. Đấy. Cây mùa này thì khá là khỏe. Không tên. Có những cái cây nó lên cực kỳ khỏe luôn. Bảo Duy. Anh chào em chị Trung nhá. Hôm nào sắp xếp công việc với bác lên ăn chơi đi. Con...
Khi bọ duy khá là đáng yêu. Đấy. Khi bọ duy khá là ok này. Còn đây là không lên được rồi. Thối. Em chào anh Thím Dương. Em xin chào cả nhà. Cả nhà cùng vào ngắm cây rồi sau đi chốt cây với em ạ. Hello anh. Cả nhà nhìn những cái kỳ này, cực kỳ khỏe này. Đấy. Em bắt đầu chuẩn bị đi chốt cây, nhưng mà mình ra ngắm cây mình trước. Đây. Con phong tên này cuối cùng lì cũng đã ra rễ. Bảo Duy. Đây, những cây Bảo Duy con. Chào Ngọc Anh, chào Xuân Thụy, chào Như Ý Vũ nha. Đây cũng là Bảo Duy này. Bảo Duy này bắt đầu mở lá rồi. Đấy, rất nhiều kỳ. Cái kỳ này rất khỏe này. Không tên. Cực kỳ khỏe. Đây. Kỳ nhà em lên đẹp không cả nhà? Chào Ngọc Anh nha. Đấy. Chào Hạnh Nguyễn. Rễ kỳ này ra hết ngoài luôn. Nhìn rất chi là thích. Tất cả hầu hết là rễ ra ngoài này. Đấy. Hầu hết là rễ ra ngoài chậu nhé. Kỳ thì anh em cũng nên chăm mát mát một tí thì nó đi rễ rất chi là khỏe. Đấy. Đây là một kỳ không tên lớn rất nhanh. Hello em Phong Vân. À có hoa gì ngắm không? Chắc là tầm này chỉ có á hậu thôi. Và á hậu các cái. Chào Trần Đức nha. Cả nhà mình ơi, cả nhà mình cùng vào chia sẻ để anh em vào ngắm cây ạ. Rồi tự tin đi chốt cây ạ. Đây là có những cái cây nó còn là nên kỳ rồi, nó lên hoa tiếp á hậu. Hello Trần Đức nha. Không tên này, kỳ bắt đầu mở nàng khỏe này. Không tên bắt đầu hồi sinh. Em tắt ra bây giờ bắt đầu nó mới hồi này. Các mầm gốc này. Không tên nhá. Ai mà chưa có giống gì hú em nhá. Chào Duy Thần. Hello Duy Thần. Đấy, đây là những cái con giống á hậu cực kỳ đẹp này cả nhà này. Đây là bồng lai á hậu này. Cây nhìn đã luôn. Chào Vực Đỗ Trọng. Chào Thanh Bình Nguyễn. Cảm ơn Nguyễn Phú An nha. Chào Đặng Thu Hằng. Đấy. Đây là những cái kỳ Bảo Duy trên thân này cả nhà, cực kỳ khỏe. Hello em Thùy. Chào Đặng Thu Hằng nha. Dũng Khang bắt đầu đẩy ngọn và lên kỳ rồi. Cuối cùng thì cũng được kỳ. Đấy. Á hậu các kỳ đẹp. Như này tầm 1,5 triệu này cả nhà này. Cảm ơn Đỗ Trọng nha. Hello. Hello. Cả nhà. Chào em Thùy nha. Em Thùy mà không lên lấy cây nhanh là ăn bán hết. Cảm ơn Lan Hoa. Đây những cái kỳ Bảo Duy này cực kỳ chất lượng này cả nhà này. Nó cũng phải gần chục sen rồi này. Chào Đông Vũ.
Độ đi này của em nó phải gần 10 sen trên thân. Đây có những cái khung tên. Khung tên này đẹp. Chào Tuấn Việt. Đấy, khung tên 52. Alo Tạ Minh Hiếu. Chào Dương Huynh. Chào khung tên 52 này, cực kỳ đẹp này. Chốt Kia Hậu ăn. Chốt Kia Hậu. Ok luôn. Đây là khung tên. Chào em Quỳnh Culi nha. Chào bạn Đức nha. Chào bạn Huy Đức. Vào ngắm cây bạn ơi. Đây là những cây à, Hậu là cả nhà này. Đấy. Lên Ki rồi lại lên hoa hay bồng nai. Đấy, bồng nai này. Không tên đẹp không cả nhà ơi. Không tên. Quá đẹp luôn này. Chào Nguyễn Duy Khiêm nhá. Đây là vô thường. Chào Dương Huân, em chào anh ạ. Vô thường này, kỳ khỏe cực kỳ luôn. Quá đã. Bảo Duy. Chắc kỳ này là chưa ra rễ cho nên đã bắt đầu nhú chân rồi. Cho nên là lại còn lại ở vườn trăm. Vừa rồi các anh em đi khiêng hết. Ngọc Sơn Cước. Em giàu gì đâu. Em cứ ở nhà chăm cây này. Đấy, khu ngoài này là kiếm. Úi dồi. Tí nữa thế. Chào em Đỗ Quang Đạo nha. Thì qua ngắm kiếm đi à. Đây, kiếm đây. Đây này. Kiếm vườn em này. Đấy. Kiếm ở một vườn bên kia. Những cái kia không tên rất chi là chất lượng này. Anh em nhìn này. Chào Tâm Chọc. Sợ mở lá quá khủng khiếp. Quá đã. Chào Hữu Đạt nha. À đây. Bồng nai ươm ki ra hoa này. Mấy cái lụ luôn. Bồng nai nó cũng là cái cây dễ hoa. Chào Hạ Yến nha. Đang chạy theo em giàu cái gì. Chào bạn Nguyên nhá. Anh em cùng vào ngắm bạch tuyết, lấy động lực đi chốt cây. Em ra vườn ngắm cây xong em lại tiếp tục. Đấy. Cây ở vườn em đây. Lại tiếp tục đi. Chào Tạ Minh Hiếu. Ngọc Sơn Cước đây. À cho xem Kia Hậu á. Quên đấy nhỉ. Đây. Mình bảo mình cho xem đây chậu mẹ này. À Hậu nhìn đã không cả nhà. Đây là chậu mẹ à Hậu của em cũng được 4 năm rồi. Ok bạn Tuấn nhá. Chào Tuấn Nguyễn. Ok bạn luôn. Đấy, à Hậu mẹ này. Các cái ngọn à Hậu mẹ anh em nhìn đã không? Thân nó to lắm luôn. Bồng nai mẹ này. Xòe. Đấy, chỗ bồng nai mẹ này. Chỗ này nó theo em cũng được từ năm 2019 đến giờ này, chỗ mẹ bồng nai này nhá.
Đấy, đây là chỗ bồng nai, nó đã theo chỗ mẹ này theo em được 3 năm rồi. Đây á hậu, đây các chậu năm 2 tuyết đã chưa cả nhà, quá đã. Em chào anh Hồ Thịnh nha. Đây ai hỏi kìa hậu nhỉ, em đã quay rồi nhé. À, cả nhà nhìn có cái thân á hậu bé bé như này thôi này, nhưng mà mầm của nó này. Sang vườn đi bạn Nam ơi, mình đang chờ bạn ở vườn ơi, vừa thấy bạn gọi. Sang vườn mình đi. Đây hậu đấy cả nhà ơi, ai hỏi hậu nhỉ. Đây này, cái kia như này này. Đấy, dễ khỏe chưa? Nhưng mà thân này nó to lắm luôn. Ngón tay không là gì nhá. Ngón tay cái của mình không còn gì với cái thân mầm gốc cái mầm này đâu. Này, so ngón tay vào này. Còn bé hơn cái thân của nó luôn. Cái lực cây dã man luôn. Hello em Mạnh Đinh nhá. Đấy, các cái kia hậu nhá. Anh em nào mà thích giao lưu thì cứ alo cho mình. Đấy, những cái kia hậu đây. Em chào anh Sơn nhá. Chào vườn An Hương Hương nhá. Hương Hương nhá. Đấy, á hậu đây nhá. Anh em nào thích á hậu cứ ebook cho mình. Sẽ có con giống cực kỳ chất lượng. Không tên, khỏe lắm. Mình bán 1,5 triệu một kia hậu nhá. Chào Vũ Hùng, mình bán chia sẻ 1,5 triệu một kia hậu. Đây này, những cái kia trên thân này cả nhà này, nó phải đến 15 sen rồi nhá. À hậu 15 sen rồi nhưng mà chưa ra rễ. Đấy, năm nay thì hậu khá là nhiều hoa. Chốt kỳ nào cứ chụp ảnh vào cho mình nhá, sau gửi mình cứ gửi cho. Chào Nguyễn, chào Thiên Phúc Ly. Đây còn anh em xem những cái chậu á hậu 52 này. Đấy à. Đây á hậu 52 này. Á hậu thì cây chăm quá đã luôn cả nhà mình. Đấy. Ây à. Có một cây tiệu Hồng Kông nữa này, em khẳng định nó phải 15 sen. Bây giờ như này nhưng mà chắc chắn nó phải 15 sen. Mới ra rễ. Cả cây có một cây này. Cây vật tuyết tầm 5 triệu, cây chục sen nhá cả nhà. Đây các chậu bạch tuyết này. Khỏe không? Cảm ơn Nguyễn Đăng Khôi nhá. Cây mùa này thì cực kỳ khỏe luôn cả nhà. Không phải nói nhưng mà nó là khỏe thật luôn. Đấy, á hậu này. Chào Tạ Đức nhá. Ngọn mầm này. Đây, cả nhà nhìn tác phẩm đẹp không? Chào Trần Dung. Anh em nhìn những chậu mẹ á hậu của em này. Quá đã. Cây vượt móc rồi. Đấy. Chào Lâm Hậu. Em chào anh Lâm Hậu nhá. Em cảm ơn cả nhà. Đây, chậu mẹ cực kỳ chất lượng. Bên chậu này quá phê. Anh em nhìn những cái mầm gốc á hậu như này không chơi chơi gì nhỉ. Cả
Cả nhà ơi, cho em xin một lượt chia sẻ nha, anh em vào ngắm cây thôi ạ. Cây tự nhiên là như nào nhỉ? Cây ươm tự nhiên hay là cây trên thân hay là cây cắt khúc ạ? Đấy, những cái châu mẹ á hậu này, mầm gốc này. Đấy, quá đã luôn. Cây lên hết nha. Á hậu nhà em làm được cái là rất nhiều cây. Đấy, á hậu. Ví dụ nó rất nhiều bạch tuyết thì nó nhiều, trên thân cũng có cây ươm tự nhiên. Cây ươm tự nhiên mà các cái cây chủ yếu là mình mua tầm nào tiền thì sẽ bán, sẽ chia sẻ cho tầm đấy nhá. Các cây bé thì nó chỉ rẻ thôi. Các cây mà ươm tự nhiên bé bé như này thì nó rẻ. Đấy, đây này. Bạch tuyết. Chỗ này cũng rất nhiều á hậu. Á hậu này. Còn đây. Đấy. Bạch tuyết. Hồng. Đây toàn bộ là hồng nhé. Toàn bộ là hồng. Bạch tuyết. Ví dụ những cái kia như này này, nó phải chục sen rồi nhé. Những con mắt bên này này, ví dụ những cái kia như này 5 triệu này. Chào Nguyễn Toàn nhá. Cảm ơn Hữu Đạt nhá. Đấy, đây kia bạch tuyết này, đây. Ươm tự nhiên này. Đấy. Còn các kia bé thì nó lại rẻ. Chào mang hữu ý. Đấy. Anh em cứ siêu tầm gì cứ ebook cho em. Đây là Bảo Duy. Ủa, đây là Dung. Em cho vào đây gọi là Dung. Dung quá. Ảnh hẹn mình cây. Bảo Duy nhé cả nhà. Đây là Bảo Duy. Cây này ra rễ rất khỏe rồi. Chào Nguyễn Toan. Chào Mang Hiệu Ý. Có những cây nó đột biến hẳn nhé cả nhà. Có những cây nó lớn gọi là khủng khiếp luôn. Này. Thì này, cả nhà này. Đã. Đấy. Năm nay em ươm á hậu ra rất nhiều hoa này. Đấy. Kìa. Cực kỳ nhiều hoa luôn. Chào Nguyễn Ngọc. Ôi, một dàn cây. Một dàn cây luôn. Tản viên. Cây trên thân đẹp không cả nhà? Mầm quá đã. Hello bạn Thu Hà.
Đây, nhìn cái mâm này nó đi đã này. Chạm móc rồi nhé, vượt móc rồi cả nhà. Chào Thái Lê. Đấy, những cái mẹ này vượt móc rồi. Kỳ này, chất lượng không? Hello bạn. Vào ngắm cây bạn ơi. Trời, ngọn đã này. Bạch tuyết. Bạch tuyết này, khu này cũng khá nhiều. Khá nhiều bạch tuyết. Tuy bắt đầu lên tua tủa. Cảm ơn Thái Lê nhá. Đấy, á hậu ra hoa hết này. Toàn bộ ra hoa hết này. Ngọt. Chuẩn bị ship cây cho khách. Một em không tên bé bé. Chuẩn bị mang ở đây kệ để tí ship cho khách. Một em không tên bé bé. Em xin cảm ơn cả nhà nha. Chúc cả nhà ta một ngày cuối tuần thật chúng ta vui vẻ nha. Em xin chào cả nhà nha. Hello Nguyễn Nam. Hello anh.